chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, biết được thiên cơ, hưởng trọn lộc trời. Làm ăn trúng lớn, tiền của đổ về như nước lũ, giàu nhanh chóng mặt, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Quý anh chị tuổi Tân Dậu thân mến, nếu Tân Dậu tin vào mệnh số, mong Tân Dậu hãy hiểu, không có một vị thần linh nào quản lý mệnh số mong Tân Dậu bỏ cuộc cả. Chẳng có lợi lộc gì ở đây, khi một con người từ bỏ mọi thứ, chán nản buông xuôi, mọi thử thách trong cuộc đời Tân Dậu đều đi theo những dòng nghiệp lực, những hạt mầm không tốt do Tân Dậu đã từng gieo trong những phút vô minh của cuộc đời. Nên khi có chuyện xấu xảy ra mà Tân Dậu phải suy tư đối diện, hãy hoan hỷ từng giọt nghiệp lực tiêu tan chính là cơ sở cho sự bình an dần thành hình. Lại nói trời không bắt cá phải bay, không bắt chim phải bơi lội, nên những khó khăn của cuộc đời con người đều luôn ở trong khả năng bản thân có thể xử lý. Lẽ dĩ nhiên, khi Tân Dậu đối diện với vấn đề, Tân Dậu hay tự cho rằng những người xung quanh không phải người trong cuộc nên họ không hiểu được độ khó của vấn đề. Sự quanh co của nỗi niềm vất vả, nhưng bài toán càng khó chứng tỏ vị trí của Tân Dậu càng cao, tiềm năng của Tân Dậu càng lớn, nên có người chỉ dắt tay lên chán lo tiền triệu. Lại có người phải hối hả vì tiền tỷ, hay khó nhất là những người tiền mất tình tan, sức khỏe bất ổn, chạm đáy của nhân sinh, chạm đỉnh của nỗi muộn phiền. Có những người không giúp Tân Dậu được, nhưng họ đã cầu nguyện không ngừng cho Tân Dậu hồi hướng, chắc chiêu từng giọt công đức. Mong Tân Dậu kiên cường, vững tâm, có những người dù sức nhỏ bé cũng đã cố gắng hối hả ngược xuôi để hùng con thuyền của Tân Dậu nhích dần. Có những người lựa chọn bản quan vô tâm hoặc nói lời xúc xiềng là để Tân Dậu có thêm động lực từ sự nghịch cảm, xúc cám cảnh, vì sự bị khinh thường của nhân sinh. Có những người tranh thủ hại Tân Dậu bỏ đá xuống giếng, chính là lấy một phần phúc của họ mà bù trừ sang phần nghiệp của Tân Dậu. Nên dù tốt dù xấu, người đời đều đang giúp Tân Dậu theo một cách nào đó. Thần linh không mong Tân Dậu bỏ cuộc, người đời không trông Tân Dậu buông xuôi, đời sống chỉ có một lần sinh tử, Tân Dậu còn chẳng ngần ngại. Tân Dậu sợ cái gì mà không chiến, tiếc nuối gì mà không cửa cái mệnh của mình lên bánh xe dẫn số xem bên nào là bên có thể mỉm cười đến cuối. Mới đây nhất, khi xem vận mệnh của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, các bậc thầy tử vi cho biết, bước sang 6 tháng cuối năm 2024, anh chị tuổi Tân Dậu sẽ đón nhận thiên mệnh đổi dần sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được 3 điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao trong 6 tháng cuối năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Tổng quan vận trình tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Theo tử vi, 6 tháng cuối năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Tân Dậu. Sau khi trải qua một năm 2023 không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục. Tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc, Tân Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Tân Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. 6 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Tân Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán, cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực. Để duy trì mối quan hệ lâu dài, Tân Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. 6 tháng cuối năm 2024, sức khỏe của người tuổi Tân Dậu sẽ được duy trì tốt, thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu.
hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, bước sang tháng 7 âm lịch này, nhờ gặp được cục diện tam hội nên vận khí của tuổi Tân Dậu có khởi sắc. Tuy không quá dượng nhưng cũng đủ để hóa giải không ít khúc mắc mà bản mệnh đang đau đầu tìm cách xử lý. Các tinh cao chiếu giúp đầu óc của con giáp này trở nên minh mẫn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt. Nhờ có tam hội, bạn có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Tưởng chừng vận khí cứ xuôi chèo mát mái như vậy, tuổi Tân Dậu có thể kê cao gối ngủ, nhưng tiếc rằng đời không như mơ, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan ở thời điểm này. Do nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào. Trong các tàn hung, nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước, bản mệnh rất dễ gặp thất bại. Thái độ trần trừ, do dự, thiếu quyết đoán của bạn cũng thường để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Bạn tốn quá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn, vì vậy mà những điều tốt đẹp dễ trôi vượt qua trong phút chốc. Những suy nghĩ tiêu cực, bi quan cũng ngăn cản bạn dũng cảm thử thách bản thân. Hãy cứ nuôi dưỡng niềm tin rằng sự nỗ lực trong công việc của bạn rồi sẽ giúp tình hình tiến triển tốt và có nhiều thu hoạch. Vì thế, thời điểm này đòi hỏi con giáp này phải tập trung tinh thần cao độ, phát huy khả năng sáng tạo. Hãy rời khỏi lối suy nghĩ sáo rỗng đi vào đường mòn. Những trắc trở trước đó bạn gặp phải trong công việc cũng có thể do điều này mà nên. Đặc biệt, tuổi Tân Dậu cũng cần tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng, bạn chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Nếu cần sự giúp đỡ, bản mệnh hãy tìm đến trưởng bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên. Mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ, chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên với khả năng của bản thân mình. Nhìn chung, tháng này công việc của bạn có thuận có nghịch, có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân đứng ra trợ lực. Song cái chính vẫn dựa vào sự cố gắng của bản thân. Bạn nên chú trọng đoàn kết trong tập thể, tận dụng sức mạnh chung để đưa cả tập thể tiến lên. Từ đó, bản thân con giáp này cũng được hưởng lợi trong tập thể. Tuổi Tân Dậu hãy mạnh dạn thể hiện bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người và hãy thể hiện rõ thái độ trân trọng sự giúp đỡ từ đối phương nếu có. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ hướng các mối quan hệ xã giao của mình tới chiều hướng tích cực, rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Xét về phương diện tài lộc, tháng 7 âm lịch này được nhiều tài tinh chỉ đường nên tài lộc của tuổi Tân Dậu có nhiều điểm sáng, lợi nhuận thu về khả quan, được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ, nên việc hợp tác làm ăn của bạn diễn ra suôn sẻ. Con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, mở rộng quan hệ xã giao, đôi bên cùng phát triển. Từ đó con đường kiếm tiền làm giàu càng rộng mở, nhưng cũng nhắc nhở bản mệnh rằng có tiền cần quản lý chặt chẽ. Đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó, cướp đoạt tiền, dù ít hay nhiều vẫn nên lấy tích lũy làm trọng, đề phòng trường hợp cấp bách xoay sở không kịp. Đặc biệt trong tháng cô hồn này, bản mệnh nên hạn chế đầu tư, tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư kinh doanh gian dở không thể dừng cũng nên chia nhỏ ra để tiến hành cho chắc chắn, tính toán cẩn thận, kiểm tra thông tin nhiều bề, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng, dù là việc làm quen tay cũng trớ nên chủ quan. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, phương diện tình cảm của tuổi Tân Dậu tháng này có nhiều hứa hẹn đáng mừng, nhờ sao bách diệt chủ đào hoa che chở, thúc đẩy nhân duyên tốt lành. Không chỉ tình duyên cá nhân thuận lợi, mà tình cảm của bạn với những người xung quanh đang ngày càng được cải thiện đáng kể. Trước đây, nếu bạn từng có hiểu nhầm với ai đó, thì lúc này cũng khá dễ dàng trong việc giảng hòa. Cơ hội thoát ế của người độc thân đã đến, bản mệnh sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Nếu đã xác định được tình cảm, bạn cũng nên nghiêm túc và chân thành đối diện với con tim mình. Đừng mãi vui chơi mà bỏ lỡ những mối lương duyên tốt đẹp. Với người đã lập gia đình, tình cảm của vợ chồng bạn ngày càng khăng khít, hòa hợp. Tuy nhiên, do đào hoa dựng nên con giáp này cũng nên tiết chế cảm xúc, kẻo dướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp.
đe dọa hạnh phúc gia đình, đặc biệt là cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh để đối phương không hiểu rõ ranh giới mà gây ra chuyện hiểu lầm thị phi. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, thể trạng của tuổi Tân Dậu vẫn khá ổn định, nhờ bạn biết cách duy trì chế độ rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu kẻo gặp tai nạn bất ngờ hay gặp quả huyết quang. Do tháng này kim khí dưỡng, đồng thời còn là tháng cô hồn, theo nguyên tắc dưỡng sinh theo mùa, tháng 7 âm lịch thời tiết từ nóng chuyển sang mát lạnh, dương suy âm thịnh, thời tiết khô hanh, vì thế bản mệnh nên chú trọng dưỡng âm, phòng ngừa khô hanh, đề phòng bệnh tật. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu có dấu hiệu chững lại rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu là do bạn bị kẻ tiểu nhân quấy phá, mọi người xung quanh cũng không ủng hộ, cổ vũ cách làm của bạn. Tương hình cho thấy, dù bản mệnh có lòng tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng chưa chắc đã nhận được sự biết ơn của mọi người. Hãy xem lại cách giúp đỡ của mình, xem mình hành xử như vậy đã đúng chưa. Đừng tạo cho người khác cảm giác bạn đang ban ơn. Khi người khác mắc phải lỗi sai hoặc vô tình làm việc gì khiến cho con giáp này không hài lòng, bạn cũng chớ nên chỉ trích đối phương quá nặng nề. Hãy có cách nói năng và hành xử uyển chuyển hơn để không làm tổn thương ai, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không biết. Một số người không nên quá kiêu ngạo với những thành tích mà mình gặt hái được trước đó. Sự kiêu ngạo sẽ khiến bạn lơ là, không phát hiện ra những sai sót hiển hiện và dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm quan vẫn sẽ đem tới ít nhiều tín hiệu tích cực cho sự nghiệp của bạn. Chỉ cần tuổi Tân Dậu tập trung vào nhiệm vụ, khiêm tốn lắng nghe mọi người nhiều hơn và có cách hành xử lý trí, linh hoạt, thì mọi khó khăn đều sẽ được giảm bớt, thậm chí bạn còn nhận được sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân. Xét về phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch này, phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu cũng khó có thể đạt được sự phát triển như ý muốn. Đã đến lúc bạn dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm trong suốt thời gian qua. Đồng tiền chảy vào túi không được như dự kiến là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh đang mắc phải sai lầm ở đâu đó. Đừng tiếp tục vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Có thể những hướng đi đó không phù hợp với bạn. Hãy dành thời gian để nghĩ xem khả năng của mình thích hợp để làm những công việc gì. Nếu mắc phải sai lầm, bạn cũng nên dũng cảm thừa nhận chứ đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Nếu không khiêm tốn mà tiếp tục quên quan khoác lác, thì con giáp này sẽ chỉ ngày càng lún sâu vào những sai lầm mà thôi. Để tránh những rủi ro và tai ương có thể xảy đến, thì bạn cũng nên tập trung vào công việc. Đừng nghĩ tới những việc không chính đáng như hãm hại người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì rất dễ vướng vào chuyện thị phi, thậm chí kiện cáo lao tù. Phương diện tình duyên, gia đạo. Phương diện tình duyên của tuổi Tân Dậu tháng này ảm đạm, cũng đem tới nhiều nỗi buồn cho con giáp này. Bạn cảm thấy hạnh phúc dường như đang quá xa tầm tay giới của mình. Người độc thân có thể nhận được sự theo đuổi của một vài đối tượng trong tháng này, nhưng khả năng cao đó đều là đào hoa xấu. Bạn chớ ngây thơ tin theo lời tán tỉnh của những kẻ mình chưa hiểu rõ. Có thể những kẻ đó tiếp cận bạn chỉ vì một mục đích xấu nào đó. Bản mệnh không cần thiết phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Hãy làm phong phú thêm bản thân để trở thành người tốt đẹp hơn. Khi bạn đã phát triển thì không lo không gặp được những người phù hợp. Tháng này, người đã lập gia đình cần tránh trạng thái nóng nảy, hành xử không suy nghĩ và nói những lời gây tổn thương cho người thân thiết nhất. Mọi việc đều có thể giải quyết nếu hai người bình tĩnh, còn nóng nảy chỉ khiến mọi việc thêm lâm vào bế tắc mà thôi. Bạn hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ đa chiều hơn. Dù có được người ấy yêu thương, chiều chuộng đến mấy thì cũng chớ tự coi mình là trung tâm vũ trụ và bắt đối phương phải chiều theo. Điều đó kéo dài sẽ khiến cho nửa kia mệt mỏi. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 8 âm lịch này, thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo tuổi Tân Dậu cần phải cẩn thận khi lao động chân tay hoặc có việc xuất hành đi xa. Tốt nhất, bạn không nên cố gắng làm việc hoặc điều khiển phương tiện giao thông khi đang mệt mỏi, để tránh những sự cố đáng tiếc. Công việc không như ý khiến bạn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà suy nghĩ quá tiêu cực, bi quan. Bạn nên học cách chia sẻ với mọi người xung quanh để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ. Ngoài ra,
tuổi Tân Dậu chớ quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục thể thao. Việc đó không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn, mà còn giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, yêu đời hơn, thậm chí tạo ra cơ hội giúp bạn gặp gỡ bạn bè, quý nhân. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tháng này, sự nghiệp của tuổi Tân Dậu có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục, công việc gặp khá nhiều trở ngại. Mưu sự cũng khó được như ý, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ, thậm chí nếu chủ quan, bạn còn có thể gây ra những sai sót rất khó vãn hồi. Điềm báo tử vi cho thấy, cạnh tranh trong tháng khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Bản mệnh nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội người không nên, nhất là chẳng may đụng tới tiểu nhân, sẽ rất bất lợi cho bạn. Cho dù tài năng của con giáp này đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không phục, nhất là với những người đồng trang lứa hay làm cùng vị trí, đối phương thậm chí còn chẳng hề che giấu sự đố kỵ, ghen tị với tài năng và thành quả mà bạn đang sở hữu. Nếu tuổi Tân Dậu không biết cách thu phục lòng người, sẽ rất dễ bị những kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là bản mệnh hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo để tránh sập bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác tháng này có thể gặp trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng, nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, con giáp này càng nóng vội thì càng dễ hỏng việc. Tuy hung giận khá lớn, nhưng bên cạnh đó bạn cũng có nhiều các tinh âm thầm trợ mệnh, cơ hội để trở mình không phải không có, miễn là bạn bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Tháng này, tuổi Tân Dậu có Thái Dương chiếu mệnh, nam mệnh có thể sẽ gặp may mắn hơn nữ mệnh về phương diện công việc. Tuy nhiên để có thể tận dụng được vận may này, bạn cũng phải đánh đổi bằng sự bôn ba chứ không thể há miệng chờ sung. Vì vậy, công việc mà bản mệnh đang làm sẽ khó tránh khỏi gia dấp, cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý tưởng quá mọi thứ, đến lúc lại thất vọng vì việc không như ý mình. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm đế dượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, nhưng lại bị thương hại triệt tiêu gần như toàn bộ các vận. Thậm chí đế dượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến con giáp này trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác. Tuổi Tân Dậu cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại. Hãy tĩnh tâm hơn một chút để suy nghĩ lại mọi việc mình làm, chỉ có như vậy bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhìn chung, đây là giai đoạn sẽ có nhiều yếu tố phụ trong cuộc sống, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Hãy trang bị cho mình những giải pháp cứng cáp, giữ cho chính mình một tinh thần thép, một năng lượng tràn trề để vượt qua nhé. Xét về phương diện tài lộc, tháng 9 âm lịch này, rất tiếc tuổi Tân Dậu sẽ khó gặp may mắn về tài chính, bị thương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng. Vận trình tài lộc của con giáp này chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này, bạn nên tập trung vào làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, nhờ vậy bạn có thể hạn chế rủi ro xảy ra. Người kinh doanh buôn bán có thể sẽ bị cạnh tranh rất mạnh trong tháng, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm, kéo doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bản mệnh tung ra những sản phẩm mới, thay vào đó, hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có. Điểm sáng tháng này của tuổi Tân Dậu nằm ở nguyệt lệnh đế dượng, nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung quá cát, hung khí sẽ giảm dần. Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá, chỉ cần bạn tính toán cẩn thận và thông minh hơn một chút. Đặc biệt là cần có sự nhạy bén khi quan sát biến động của thị trường, thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, thu về lợi nhuận xứng đáng. Bản mệnh cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên tiêu dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí. Cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy, tình hình tài chính của tuổi Tân Dậu mới thực sự ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, bước sang tháng 9 âm lịch này,
có nguyệt lệnh Lâm Đế dựng lại thêm phúc tinh quá giải, nên cục diện tương hại hầu như ảnh hưởng rất nhỏ tới phương diện tình cảm của tuổi Tân Dậu. Vì thế, tình cảm vợ chồng khá hài hòa, không xảy ra mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng. Tuy không gặp sóng to gió lớn nào đe dọa tới mối quan hệ, cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, ẻ nhạt. Nếu tình trạng này kéo dài thì dù không có khúc mắc nào rõ ràng, thì tình cảm của hai bạn vẫn có thể đổ dở như thường. Đôi bên cần dành thời gian sẻ chia, chủ động hâm nóng và duyên dáng mối quan hệ, đừng phó mặc cho đối phương, còn mình chỉ biết nhận lấy. Người độc thân tháng này gặp nhiều may mắn hơn, nhờ đào hoa tinh thiên diêu chiếu mệnh. Chỉ cần bạn khéo léo thể hiện mình thì duyên khác phái ngày càng dượng, dễ tìm được ý chung nhân. Nhưng nếu chỉ biết bị động, ngồi chờ tình cảm tới mà không chịu hành động, e rằng mọi thứ sẽ chuyển theo hướng tiêu cực. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này chịu tác động của hại thái tuế, sức khỏe của tuổi Tân Dậu giảm sút, sức đề kháng suy yếu một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, phần khác do mải mê suy nghĩ cho công việc. Cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày của con giáp này giảm sút đáng kể. Đôi khi tâm tính bản mệnh còn rất dễ vui buồn thất thường, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Trong tháng, bạn cũng cần đề phòng quả huyết quang, ra ngoài chú ý vấn đề an toàn giao thông. Tuổi Tân Dậu có thể cải thiện sức khỏe bắt đầu bằng việc cải thiện chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Tốt hơn hết nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa trị kịp thời. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định với tuổi Tân Dậu. Công việc vốn thế nào cứ thế ấy mà làm. Dưới sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với con giáp này. Khi bạn bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm, để vừa tạo ra một cái kết đẹp cho năm 2024 và cũng là để tạo tiền đề cho năm mới 2025. Tuy nhiên, một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì sai, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người, nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này, vận quý nhân của tuổi Tân Dậu cũng khá dượng, nên khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, bản mệnh đừng ngại ngần mở lời nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi trong những cuộc họp, hội thảo. Đó là cơ hội để bạn học hỏi và xây dựng mối quan hệ, nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn là người đang làm trong lĩnh vực biểu diễn, truyền thông, nghệ thuật, danh tiếng của bạn có thể tăng lên cao hơn trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp cá nhân. Nhìn chung, để phát triển sự nghiệp, tuổi Tân Dậu cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực. Ở thời điểm này, nếu bạn giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng, sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó cho dù con giáp này có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, trọng tâm của tháng này là tuổi Tân Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, tài vận của tuổi Tân Dậu khá ổn định, công việc thuận lợi, ít có sóng gió, nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh có khoản ra khoản vào, nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Lưu ý tháng này có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải tài tinh, nên con giáp này cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận với người làm kinh doanh. Nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để bạn duy trì vận may tài chính tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ,
tuổi Tân Dậu sẽ có dự định tìm kiếm các nguồn đầu tư làm ăn mới để kiếm một khoản lớn cho dịp cuối năm. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 10 âm lịch này, chuyện tình cảm của tuổi Tân Dậu có thăng cũng có cả trầm, nhiều thay đổi theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Mối quan hệ vợ chồng có thể gặp một số khúc mắc dẫn tới rạn nứt, nhưng nếu hai người có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau, thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và mối quan hệ tình cảm lại bền chặt như xưa. Người độc thân tháng này trở nên cực kỳ đào hoa, bạn nhận được sự quan tâm chú ý của người khác giới. Thậm chí bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác, tình cảm nảy nở nhanh chóng, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, nguyệt lệnh lâm đất bệnh, cảnh báo tuổi Tân Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện sức khỏe thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt, nếu không chăm sóc bản thân cho tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể bạn. Bước sang tháng 10 âm lịch, thời tiết dần trở lạnh, tuổi Tân Dậu cần làm tốt công tác giữ ấm. Với thời tiết này, tuổi Tân Dậu rất dễ mắc các bệnh thương hàn như cảm lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, tuổi Tân Dậu cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cục diện tương phá sẽ đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng làm mọi việc dựa vào sức của mình là chính, chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai. Bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ nhất điều gì là cần thiết với mình. Vì thế, đừng lung lay quan điểm chỉ vì lời bàn ra tán vào của người ngoài. Một khi đã xác định được mục tiêu cho mình, bạn cần tin tưởng vào định hướng ấy. Nếu có ai đó cung cấp thêm cho bạn thông tin, thì bạn cần phải kiểm chứng kỹ càng, chớ dội cả tin kẻo sập bẫy của kẻ xấu. Hãy nhớ rằng, không có thành công nào từ trên trời rơi xuống, bạn phải bỏ công sức ra thì mới mong nhận lại thành quả. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, một số người thường trở nên nông nổi, thiếu kiên nhẫn, hay bỏ dở công việc giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục tác phong làm việc như vậy, con giáp này sẽ rất dễ làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt lãnh đạo. Hơn nữa, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tập thể, mãi dậm chân tại chỗ và tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua. Tốt hơn hết, tuổi Tân Dậu cần lập kế hoạch làm việc rõ ràng và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể nghỉ ngơi một chút, xong đừng dừng lại. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch này đang đứng trước nhiều nguy cơ do cục diện tương phá đem lại. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, bạn không nên mong mình kiếm được bộn tiền. Ngược lại, chỉ cần bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, không gây hao tài tốn của là đã may mắn rồi. Con giáp này cần hết sức cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư, hợp tác, đặc biệt là với những người bạn không hiểu rõ. Thậm chí, nếu có ý định hợp tác với bạn bè, người thân, thì bản mệnh cũng cần cân nhắc thật kỹ, đừng đẩy mình rơi vào hoàn cảnh vừa mất tiền, vừa mất mối quan hệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút, nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi nữa, thì cũng đừng nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì bạn cũng hãy dựa vào sức lao động của chính mình, như vậy thì tinh thần mới nhẹ nhõm, không bị cắn dứt lương tâm. Ngoài ra, tháng này bạn cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động mua bán, sắm sửa. Tốt nhất hãy lựa chọn những món đồ phù hợp với túi tiền của mình, chớ nên chạy theo xu thế của thị trường, đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, có thể thấy rằng đường tình duyên chính là điểm sáng nổi bật nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu tháng này. Các tinh mộc dục và thái mờ đem lại nhiều mối nhân duyên tốt lành, giúp bạn được đắm chìm trong hạnh phúc. Người còn độc thân đã có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng mình để kết nối với mọi người xung quanh,
Nếu được bạn bè, người thân giới thiệu cho người quen, bạn cũng chẳng còn giữ thái độ tiêu cực, phản đối như trước nữa. Hơn nữa, bản mệnh cũng đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình. Vì thế mà bạn trở nên khác biệt hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Thậm chí một vài người còn gây được ấn tượng sâu sắc với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Với người đã lập gia đình, con giáp này và người ấy có thể sắp xếp thời gian để ở bên nhau nhiều hơn. Dù chỉ là những bữa ăn đơn giản, những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng sẽ có tác động gắn kết mối quan hệ đôi bên. Áp lực công việc trong tháng 11 âm lịch này khá lớn, bạn cũng hãy chia sẻ và tâm sự với người ấy nhiều hơn để đỡ căng thẳng. Stress, bạn không phải chịu đựng mọi khó khăn một mình, bởi gia đình luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, tình trạng sức khỏe của tuổi Tân Dậu khá ổn định, bạn biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, nên không còn cố gắng quá sức, cuộc sống cũng có nếp sinh hoạt điều độ, khoa học. Tháng này, có thể bạn sẽ tham gia vào khá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ bè bạn, hãy nhắc nhở mình ăn uống khoa học, chớ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, sẽ có hại cho cơ thể. Trong các hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình, không nên cố gắng quá sức kẻo tác dụng ngược. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này khuyên tuổi Tân Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn. Nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công nếu như bản mệnh chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng con giáp này luôn chăm chỉ nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ bạn được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa, bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn, lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà tuổi Tân Dậu gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng, một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân. Ngũ quỷ cho thấy, kẻ xấu luôn rình rập tìm cơ hội cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của con giáp này, vì vậy mà làm việc gì bạn cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng hành xử, khi đối diện với một vài khó khăn trong công việc. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn cảm thấy bối rối, lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác. Hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình. Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Xét về phương diện tài lộc, nhìn chung, phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 này khá ổn định. Dù bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ, bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân. Trong thời điểm này, đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng phát huy thế mạnh của mình. Khi con giáp này đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm. Gấp rút như thế này tốt nhất hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay vào thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Tân Dậu cũng không nên quá sốt sắng. Nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả gì lớn trong năm này, những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, có thể nói rằng, phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh, người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Bạn cũng tự tin thể hiện các ưu điểm của mình nên khiến nhiều người ấn tượng. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ, thì lúc này bản mệnh cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim.
Với người đã lập gia đình, hai người đã biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương. Quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Xét về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy, bạn không quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bản mệnh mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Tháng cuối cùng của năm 2024 này, tuổi Tân Dậu sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu. Vì thế, bạn hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia. Nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông để tránh họa huyết oan. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 6 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.